Tứ Hoàng là bốn vị thuyền trưởng nổi tiếng và mạnh nhất trong giới cướp biển trên toàn thế giới, được đặt bởi danh chính quyền thế giới, bao gồm Shanks, Tóc Đỏ, Big Mom, Kaido, trước đó là Dâu Trắng và hiện nay là Dâu Đen. Có thể nói, họ chính là những nhân vật quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Việc hoạt động độc lập giữa các lãnh thổ, thế nên mặc dù có ghét nhau, nhưng các Tứ Hoàng cũng không phải kẻ thù truyền kiếp của nhau. Tuy nhiên, chap 954 của One Piece, hai vợ chồng Tứ Hoàng Kaido và Big Mom đã quyết định liên thủ và lập ra một liên minh hải tặc, khiến thành viên của cả hai băng Tứ Hoàng đều rất bất ngờ. Kaido dõng dạc tuyên bố là chúng ta có thể thoải mái chém giết lẫn nhau sau khi đã thống trị thế giới. Một băng hải tặc Tứ Hoàng đã khó đối phó, hiện giờ hai vợ chồng Tứ Hoàng lại hợp sức thì có cơ hội nào dành cho Luffy và liên minh hay không? Hiện tại, nhóm liên minh của Luffy đang trong giai đoạn chuẩn bị cho trận quyết đấu sắp diễn ra trong 6 ngày nữa. Gần như mọi thứ đã chuẩn bị xong, từ vũ khí, thuyền vận chuyển cho đến lực lượng chiến binh ngày càng được bổ sung nhiều hơn. Nhưng với việc vợ chồng Tứ Hoàng liên minh lại thì tình hình sắp tới ở Wano đã trở nên mất kiểm soát hoặc thậm chí còn trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Bây giờ, bạn có thể tưởng tượng được rằng trong cuộc chiến, Big Mom đã đưa rất nhiều con của mình từ đảo Bánh đến Wano, mặc dù bị lật thuyền bởi King và đang chưa tụ họp đầy đủ. Nhưng với việc liên minh được lập ra thì chúng ta có thể tưởng tượng ra rằng Wano đang tập trung những tên cướp biển hung hãn và mạnh mẽ nhất. Thậm chí rằng nhóm Numbers cũng đã quay trở về Wano để tham gia lễ hội Kagura Hoàng Kim một năm chỉ có một lần. Numbers dường như là những con quái vật ăn thịt người khủng khiếp, vì chúng ta có thể thấy người dân rất khiếp sợ chúng và những tên này có kích thước vô cùng khổng lồ, đồng thời có những cái sừng trên đầu. Điều này cho thấy quân nổi loạn không chỉ phải đối phó với mình Kaido và Orochi mà còn có những mối đe dọa khủng khiếp khác mà họ chưa lường tới. Mặc dù liên minh của Luffy đã có hàng ngàn quân từ nhà tù cộng với các samurai trên khắp Wano và ngay cả những cư dân có thể chiến đấu cũng sẽ giúp đỡ, nhưng đối thủ của anh ta là hai vợ chồng Tứ Hoàng và cả hai đều có nhiều binh lính đủ loại chủng tộc. Homie sẽ xuất hiện tham chiến ở Wano. Các cụ đã nói, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Hiện giờ, Luffy còn không thể chiến đấu ngang cơ với Tứ Hoàng Big Mom hay Kaido nữa, mà bây giờ hai vợ chồng họ liên minh lại thì lù nhà ta đỡ làm sao đây? Liệu bộ phim One Piece có kết thúc tại Wano này hay không? Vì vậy, liên minh của Luffy cần có nhiều sự giúp đỡ hơn từ phía bên ngoài để có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc chiến cam go này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shonen Action. Hôm nay, hãy cùng chúng mình đến với năm thế lực có thể xuất hiện tại Wano để giúp liên minh Luffy chống lại hai Tứ Hoàng nhé. Thứ nhất, đại hạm đội mũ rơm. Sau trận đấu gay cấn với Doflamingo tại vương quốc Dressrosa, đại hạm đội mũ rơm được thành lập bởi 7 tổ chức bao gồm băng hải tặc Mỹ Miều, Cavendish là đội trưởng và là mệnh danh là kiếm sĩ thiên tài, băng hải tặc Bato Club 56 thành viên, thuyền trưởng là Bartolomeo, người đã ăn trái Bari Bari no Mi, một trái ác quỷ thuộc hệ Barambesia, cho phép anh ta có được năng lực bảo vệ rào chắn. Đội quân Hapusui, hơn 1.000 người, đội trưởng là Donsai. Donsai là một bậc thầy trong việc sử dụng Hasoken, thậm chí đã vượt qua cả bậc tiền bối của mình. Liên minh võ XXX cùng 4 người, thuyền trưởng là Ideo, là võ sĩ hạng 1, thành viên của bộ lạc Longram và là người dẫn đầu băng hải tặc Ideo với 4 thành viên. Ideo có sức mạnh thể chất phi thường và cực kỳ thành thạo trong môn quyền anh. Đội quân Tontata của Tontata, 200 thành viên, đội trưởng là Leo, là một người lùn ở vương quốc Tontata, người xuất hiện đầu tiên ở Green Beach, nơi anh cùng một nhóm người lùn khác tấn công hải quân. So với kích thước bé nhỏ của mình, Leo vẫn là một đối thủ đáng gờm của những kẻ to xác do sở hữu sức mạnh thể chất cực kỳ đáng gờm cùng sự nhanh nhẹn. Băng hải tặc người khổng lồ gồm 5 thành viên, đội trưởng là Hajudin, là lính đánh thuê hải tặc. Ông là một chiến binh khổng lồ thường được coi là thế hệ mới đến từ Elbaf và cũng là một đấu sĩ tham lam giành trái ác quỷ Mera Mera no Mi tại đấu trường Corrida. Và hạm đội Jonta Maria, 4.300 thành viên, đội trưởng là Olympus, là kẻ thống trị cuồng sát. Olympus là một nhà thám hiểm sở hữu sức mạnh vật lý vô cùng lớn, ông có thể dễ dàng nhấc bổng một con sư tử chỉ với một tay và siết chặt nó. Đại hạm đội mũ rơm hơn 5.600 con người đến từ các bộ lạc và chủng tộc khác nhau đã cùng nhau tuyên bố rằng sẽ phục vụ dưới trướng của thuyền trưởng Monkey D. Luffy và sẵn sàng hỗ trợ cậu bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần cậu lên tiếng là hạm đội sẽ có mặt. Thứ hai, lực lượng của Marco và Dâu Trắng. Sau trận chiến vĩ đại tại tổng bộ hải quân Marineford, băng hải tặc Dâu Trắng nhận lấy sự thất bại, bố già đã ra đi và mở ra một tương lai mới cho thời kỳ hải tặc. Băng hải tặc Dâu Trắng đã tổn thất khá nặng nề và rút lui. Hiện giờ, Marco đang là người điều khiển băng hải tặc Dâu Trắng. Marco hiện tại không thể tới Wano được để giúp Luffy bởi vì Marco dự đoán rằng Edward Weevil và mẹ hắn sẽ đến quê hương của Dâu Trắng nên anh ấy sẽ phải ở đây để bảo vệ hòn đảo này thay bố già. Nhưng trong một câu chuyện Nhật Bản về Momotaro, Momotaro chiến đấu với Oni, lá quỷ Nhật Bản trên đảo Onigashima. Trong cuộc đấu tranh của mình, Momotaro đã được ba con vật giúp đỡ là khỉ, gà lôi và chó. Ba con vật đồng ý giúp Momotaro vì chúng được cậu cho ăn Kibidango. Nó khá giống với trường hợp ở Wano. Có lẽ Momotaro là Momonosuke, cậu bé sẽ trở thành thủ lĩnh của cửu hồng bào và những người trung thành với gia tộc Kozuki. Con khỉ sẽ giúp đỡ là Luffy, con chó là Inuarashi, có con chim chắc chắn sẽ là Marco vì Marco ăn trái ác của hệ doan thần thoại Phượng Hoàng và có biệt danh là Phượng Hoàng Marco. Nếu Marco xử lý xong Weevil sớm thì vẫn có thể xuất hiện đầy bất ngờ ở Wano. Ngoài ra, tàn quân của Dâu Trắng vẫn có rất nhiều những cao thủ khác như Zozu, Vista,
Nếu Marco lên tiếng thì chắc họ cũng sẽ tới giúp Luffy mà thôi. Nếu vậy, liên minh của Dâu Trắng sẽ rất mạnh và đông đủ. Thứ ba, Moria. Sau khi nhận được tin tức từ Dâu Đen rằng băng mũ rơm đã trở thành điểm nóng ở Wano Quốc nơi Kaido ngự trị, đồng thời Big Mom cũng đi theo nhóm mũ rơm tới Wano, vậy Moria sẽ tới để tham gia bữa tiệc chiến tranh diện rộng cùng Luffy chống lại Kaido chứ? Chúng ta đều đã biết, trong quá khứ, Moria là một hải tặc nổi tiếng và sở hữu những đồng đội vô cùng hùng mạnh. Một hải tặc nói rằng sức mạnh của Moria lúc đó còn ngang hàng với cả tứ hoàng Kaido. Tuy nhiên, sau trận chiến vĩ đại với Kaido, tất cả băng hải tặc của Moria đều đã bị giết chết, chỉ còn lại mỗi mình ông sống sót trở về. Quá đau đớn vì sự mất mát lớn lao này, Moria căm thù tứ hoàng Kaido tới tận xương tủy và quyết tâm gây dựng nên một quân đội zombie hùng mạnh để một ngày quay trở lại New World để trả thù. Cơ mà chưa kịp hoàn thành thì đã bị thằng lù tới phá tanh bành. Sau 2 năm vào Moria chỉ có ý định tìm gặp lại Absalom, chắc chắn Moria thực sự đã có kế hoạch, giống như Luffy và các thành viên của băng hải tặc mũ rơm đã luyện tập trong 2 năm, có khả năng Moria đã chuẩn bị một cái gì đó trong 2 năm qua. Suốt 2 năm dòng, Moria đã thu thập được khá nhiều những chiếc bóng từ người vô tội, một phần có thể để tiếp tục gây dựng quân đoàn zombie, một phần có thể tích trữ lại để sử dụng khi cần tăng cường sức mạnh và rất có khả năng Wano lần này sẽ là lúc để hắn ra tay. Đó là lý do tại sao anh ta cần tìm Absalom và mời anh ta đi cùng để thực hiện kế hoạch của Moria. Nhưng thật không may, vì Absalom đã bị Dâu Đen giết chết và cướp năng lực trái ác quỷ, kế hoạch của Moria đã phải dừng lại, họ vẫn có thể được thực hiện nhưng không có Absalom. Nhìn vào sự chuẩn bị báo thù của Moria đối với Kaido, thậm chí còn khiến anh ta chuẩn bị một Zombie Wars, người rất có thể được tạo ra để chiến đấu với Kaido, có thể Moria đã có một kế hoạch cụ thể nào đó cho việc này. Moria có thể sau đó sẽ đến đất nước Wano và chuẩn bị tham gia vào cuộc chiến chống lại Kaido. Moria sẽ không thể lên kế hoạch lợi dụng sự hỗn loạn mà Luffy và Liên minh tạo ra để hạ bệ Kaido. Có khả năng Moria sẽ quên đi sự trả thù đối với băng mũ rơm và hợp tác chống lại Kaido, bởi vì kẻ thù của kẻ thù là bạn, mối thù của Kaido sâu đậm hơn so với Luffy. Mặc dù đã khá muộn nếu Moria tham gia trận chiến ở Wano, nhưng có khả năng kế hoạch lật đổ Kaido của Moria mà anh ta có thể chuẩn bị trong một thời gian dài cũng là một chìa khóa để hạ bệ Kaido ở Wano. Thứ tư, gia đình Vinsmoke. Trong One Piece, gia đình Vinsmoke là một gia tộc sát thủ vô cùng quyền lực của thế giới ngầm. Họ cũng là dòng dõi hoàng tộc đứng đầu vương quốc Yama và lãnh đạo quân đoàn 66, một lực lượng lính đánh thuê địa ngục do gia đình Vinsmoke chỉ huy. Gia đình này bao gồm Vinsmoke Jutsu, người cha đứng đầu, Hồng Độc Riju, Sparking Red Ichiji, Electric Blue Niji và Wind Green Jonji. Mỗi đứa con của Jutsu lại có khả năng hơn người, họ có bộ xương vô cùng chắc chắn và làn da đủ khả năng chống lại súng đạn bình thường, kèm theo một số năng lực đặc biệt như độc hay sét. Gia tộc Vinsmoke cũng được biết đến với sự tiên tiến trong nhiều loại công nghệ. Họ sử dụng nó để phục vụ trong chiến đấu và thống lĩnh, đến nỗi cả tứ hoàng Big Mom cũng để ý đến. Họ phát triển cả công nghệ nhân bản nhằm tạo ra một đội quân tinh nhuệ gần như vô tận, cũng như những đứa con hoàng tộc khả năng siêu phàm nhờ công nghệ biến đổi gen. Trong trận chiến tại đảo Bánh, Vinsmoke đã câu kéo thời gian, đồng thời giúp cho Sanji đưa Luffy trở lại con tàu của băng mũ rơm, qua đó góp phần giúp băng mũ rơm chạy thoát khỏi Big Mom. Tuy nhiên, số phận gia tộc Vinsmoke khi đối mặt với Big Mom vào phút chót đến nay vẫn không được rõ ràng, họ như biến mất vậy. Có một số chi tiết đã chứng tỏ gia tộc Vinsmoke vẫn còn sống. Đầu tiên là trong chap 903, trong tờ báo mới ngày hôm đó thì chỉ có thông tin về Luffy là kẻ chủ mưu gây ra vụ náo loạn ở đảo Bánh và thành ngũ hoàng truy nã 1,5 tỷ berry, chứ không có thông tin nổi bật nào khác. Và nếu Jinbe, một cựu thất Vũ Hải hoặc gia đình quý tộc Vinsmoke mà bị Big Mom giết chết thì chắc chắn sẽ được đưa lên trang nhất của tờ báo Morgan. Thứ hai là trong cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo của lực lượng quân cách mạng, Ivankov đã đưa ra một manh mối khác về số phận của German 66, đó là sau thất bại tại đảo Bánh, German 66 đã chính thức bị loại bỏ khỏi hàng ngũ các quốc gia gia nhập chính phủ thế giới. Vì vậy, họ mất quyền đến tham gia hội nghị Reviri. Chính phủ thế giới có một mạng lưới tình báo thông tin cực kỳ rộng lớn, và nếu German 66 đã chết hết thì quyết định loại bỏ tư cách tham gia của German 66 là không cần thiết. Thứ ba, đó chính là Big Mom không thể sử dụng công nghệ của gia đình Vinsmoke. Chúng ta có thể thấy rằng âm mưu của Big Mom tạo ra đám cưới giả, mục đích để gài bẫy gia đình Vinsmoke là giành được công nghệ German 66. Nếu ví dụ gia đình Vinsmoke bị bắt hoặc bị giết, chúng ta sẽ sớm thấy Big Mom sử dụng công nghệ của họ. Nhưng vì gia đình Big Mom đi thuyền đến Wano, chúng ta không thấy họ có thêm công nghệ tiên tiến nào khác. Vì vậy, việc không sử dụng công nghệ có thể được hiểu là Vinsmoke đã trốn thoát, bị làm nhục và suýt chết bởi Big Mom, cộng thêm việc danh tiếng của gia tộc bị giảm sút qua việc chính thức bị loại bỏ khỏi hàng ngũ các quốc gia gia nhập chính phủ thế giới, có thể gia đình Vinsmoke sẽ chuyển sang trả thù Big Mom. Với điều kiện hỗn loạn từ cuộc chiến Wano thì công nghệ German 66 có thể sẽ giúp quân số của liên minh chống lại tứ hoàng tăng vượt bậc. Việc Jutsu cho Sanji bộ giáp số 3 chứng tỏ Jutsu đã thật sự công nhận Sanji là một chiến binh, và thậm chí còn thể hiện Jutsu đã xem Sanji là một người thuộc Vinsmoke. Có lẽ sau khi Sanji đánh bại Jonji thì Jutsu đã tò mò về năng lực của Sanji nên đã chế tạo ra một bộ Shui thích hợp cho Sanji. Đồng thời, việc liều mạng bảo vệ nhóm Luffy an toàn rời khỏi đảo Bánh cũng chứng tỏ tương lai Vinsmoke sẽ có thể là một đồng minh của băng mũ rơm. Thứ năm, Jinbe. Trong cuộc đào thoát khỏi băng Big Mom, những người cá thuộc băng mặt trời đã quyết định ở lại chặn hậu để băng mũ rơm trốn đi. Họ sẵn sàng dùng cả tính mạng để mở đường máu cho băng mũ rơm thoát thân. Chứng kiến những người anh em, đồng đội cũ xả thân trước nguy hiểm, Jinbe đã không thể ngoảnh mặt đi, nên ông đã quyết định ở lại chặn hậu cùng với băng mặt trời.
Oda thực sự biết cách sắt muối vào trái tim người hâm mộ khi hết lần này đến lần khác để Jinbe lỡ hẹn với băng mũ rơm. Chẳng lẽ lời nguyền của vị trí thành viên số 10 của băng cứ ám quẻ Jinbe thế sao? Với tất cả những gì mà Jinbe đã thể hiện, ai cũng phải công nhận rằng ông quá xứng đáng và không ai thích hợp hơn ông để vào băng mũ rơm. Bản thân Luffy cũng đã tuyên bố giờ cậu là thuyền trưởng của Jinbe nên ông nhất định phải sống sót, cậu sẽ đợi ông ở Wano. Trong trường hợp gia đình Vinsmoke nếu đã trốn thoát khỏi Big Mom được đồng thời các bài báo của Morgan không cập nhật tin tức của gia đình Vinsmoke và cựu thân phó hải Jinbe, thì có thể cả Jinbe cũng đã trốn thoát được trong vụ loạn chiến đó. Và với lời hứa của mình và cuộc hẹn tại Wano, Jinbe có thể đến một mình hoặc sẽ đi cùng với đội người cá. Với việc trận chiến này được Liên minh Mũ Rơm chuẩn bị rất nhiều thuyền chiến, có lẽ sẽ bao gồm cả một trận thủy chiến sẽ xảy ra, nên việc Jinbe đến sẽ giúp rất nhiều cho trận đánh tổng lực này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like, subscribe để được đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé!